Để nói đến đội hình xuất sắc nhất của pháo thủ sẽ có rất nhiều tranh cãi khi họ sở hữu quá nhiều ngôi sao trong suốt hơn 130 năm chiều dài lịch sử của mình. Từ đội hình xuất sắc của huấn luyện viên huyền thoại Herbert Chapman trong những năm 1930 cho đến đội hình của nhà cầm quân lừng danh Arsène Wenger, rất nhiều tên tuổi lớn đã khoác lên mình màu áo trắng đỏ kể từ khi câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1886. Vì vậy, lựa chọn đội hình trong mơ của Arsenal không hề dễ dàng. Tuy nhiên thì mình đã cân nhắc và quyết định chọn hàng tiền vệ với sơ đồ kim cương để đưa vào nhiều huyền thoại nhất có thể. Và giờ thì chúng ta cùng đi vào đội hình xuất sắc nhất lịch sử của câu lạc bộ Arsenal. Và đầu tiên ở vị trí thủ môn, David Seaman. Arsenal có không ít những thủ thành vĩ đại trong lịch sử của họ, chẳng hạn như là Bas Jennings hay là Jack Kelsey, nhưng David Seaman mới là người được lựa chọn cho CL số 1 ở đội hình trong mơ này. Huyền thoại người Anh đã giành chức vô địch Division 1 với Arsenal trước khi Premier League được khai sinh vào năm 1992. Ông vẫn là lựa chọn số 1 trước khung gỗ cho đến mùa giải 2003-2004, sau đó ông rời Arsenal và đến Manchester City. Và ở vị trí hậu vệ phải, Lee Dixon. Ông là cầu thủ ra sân nhiều thứ 4 mọi thời đại của Arsenal. Dixon ký hợp đồng với Arsenal từ Stoke City vào tháng 1 năm 1988 với giá khoảng 300.000 bảng và có 619 lần ra sân trước khi giải nghệ vào năm 2002. Hậu vệ phải này đã giành được 4 chức vô địch ngoại hạng Anh trong sự nghiệp ở Bắc London. Bên cạnh đó còn có 3 FA Cup, 1 League Cup. Dixon chính là nền tảng thành công cho huấn luyện viên Jorge Graham và ông cũng là một thành phần quan trọng trong giai đoạn đầu mà huấn luyện viên Arsène Wenger bắt đầu xây dựng triều đại của mình. Và ở vị trí trung vệ, Tony Adam. Adam là trung vệ xuất sắc và vô cùng quan trọng trong lịch sử của Arsenal. Ông đã có 255 lần ra sân ở Premier League cho pháo thủ, giành 2 chức vô địch vào các năm 1998 và năm 2002. Trước đó, ông cũng từng giành danh hiệu vô địch quốc gia vào các năm 1989 và 1991. Ngoài 4 chức vô địch kể trên thì hậu vệ này còn giành 3 FA Cup cùng pháo thủ, chưa kể bên cạnh đó là 2 League Cup và 1 Winner Cup. Ông được coi là đội trưởng vĩ đại của câu lạc bộ, luôn chiếm vị trí quen thuộc ở trung tâm hàng thủ. Và tiếp theo cũng ở vị trí trung vệ, Craig McClintock. McClintock được chiêu mộ về Arsenal vào năm 1964 với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ khi đó là 80.000 bảng. Trung vệ này sau đó đã cùng Arsenal giành cú đúp vô địch lịch sử vào năm 1971 và được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Và tiếp theo ở vị trí hậu vệ trái, Edis Habgus. Habgus được huấn luyện viên Herbert Chapman đưa về Arsenal vào năm 1927 và trở thành đội trưởng của Arsenal trong những năm 1930. Ông đã có 440 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Arsenal và giành tổng cộng 5 lần vô địch giải hạng nhất cũng như là 2 lần đoạt FA Cup. Hậu vệ trái này đã có 12 năm thi đấu cho Arsenal trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Và ở vị trí tiền vệ, Patrick Vieira. Huyền thoại người Pháp đã giành được 3 chức vô địch Premier League khi còn khoác áo pháo thủ và là đội trưởng của đội hình huyền thoại mùa giải 2003-2004. Cao lớn và máu lửa, Vieira mang đến sự an tâm cho hàng tiền vệ, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng chơi cho Arsenal. Anh đã có 279 lần ra sân ở Premier League trước khi rời và đến Juventus vào năm 2005. Và cũng ở vị trí tiền vệ, Liam Brady. Brady đã có 307 lần ra sân từ năm 1973 đến năm 1980, là một ảo thuật gia thực thụ trên sân cỏ. Brady đã thắp sáng Highbury trong suốt những năm thập niên 70 trước khi chuyển đến thi đấu tại Serie A. Và cũng ở vị trí tiền vệ, Cliff Bastin. Bastin được ký hợp đồng với pháo thủ khi mới 17 tuổi vào năm 1929. Bastin ghi 178 bàn cho pháo thủ sau 395 trận, giành 5 chức vô địch quốc gia và 2 FA Cup. Nếu không phải do chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì rất có thể Bastin đã ghi nhiều bàn thắng hơn nữa và sẽ đứng đầu bảng xếp hạng số bàn thắng của Arsenal cho đến ngày hôm nay. Và cuối cùng ở vị trí tiền vệ, Freddy Ljungberg. Arsène Wenger đã đưa anh về từ một câu lạc bộ Thụy Điển vào năm 1998. Tiền vệ này đã biến mình thành huyền thoại của câu lạc bộ. Ljungberg đã giành 3 chức vô địch FA Cup và 2 chức vô địch quốc gia cùng pháo thủ và là một phần không thể thiếu của đội hình Invincible huyền thoại. Và đầu tiên ở vị trí tiền đạo, Dennis Bergkamp. Cầu thủ này được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal. Tiền đạo này đã ký hợp đồng từ Inter vào năm 1995. Bergkamp thi đấu cho đội bóng Bắc London trong 10 năm, giành được 3 chức vô địch quốc gia và 4 FA Cup. Khả năng xử lý bóng, kỹ thuật và tư duy khiến anh trở thành một cầu thủ mà ai cũng muốn thi đấu cùng. Trong suốt 10 năm, anh đã ghi tổng cộng 120 bàn và có 94 đường kiến tạo tại Premier League. Và cầu thủ cuối cùng trong đội hình này, tiền đạo Thierry Henry. Cầu thủ ghi bàn kỷ lục mọi thời đại của Arsenal. Chính Arsène Wenger đã đưa anh về Bắc London sau khoảng thời gian đáng thất vọng ở Juventus. Wenger cho anh thi đấu ở vị trí trung phong. Henry đã trở thành cầu thủ hay nhất Premier League. Anh ghi được tổng cộng 175 bàn thắng sau 258 trận đấu. Cùng với đó là 74 đường kiến tạo. Henry cũng đã giành được 2 chức vô địch quốc gia, 4 chiếc giày vàng và 2 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League. Anh thật sự là một huyền thoại sống của pháo thủ.